Chào các bạn, chắc chắn là các bạn đã đoán được bài ngày hôm nay cô sẽ giảng là về cái gì rồi đúng không? Khi có cái hình bên cạnh, đó chính là dạng bài process trong Writing Task 1. Dạng bài mô tả quy trình này thì không thường xuất hiện trong bài thi Task 1 lắm, nó chỉ rơi vào khoảng 10-12% thôi. Nghĩa là nếu mà mình số đen đi thi mà gặp phải thì đúng là hơi đen thật, thì cô chia buồn với các bạn một chút. Nhưng các bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì là rất nhiều người chung cái cảnh ngộ đấy với mình, nhưng mà chúng ta vẫn phải đối diện với nó thôi. Cũng vì là nó hiếm, nó ít ra, cho nên là những cái tài liệu học và luyện đề dạng này thì cũng không phổ biến lắm. Lượng từ vựng và ngữ pháp sử dụng trong cái dạng bài này cũng không hề đa dạng như là những cái dạng về table hay là chart, biểu đồ đường, biểu đồ cột, rồi bảng biểu như ở phần trước mà chúng ta vừa học. Chính vì thế mà không có ít sĩ tử cảm thấy rất là hoang mang, lo sợ, kiểu nhìn thấy cái đề writing một phát mà thấy process là kiểu mếu luôn rồi. Nhưng mà nhìn chung thì dạng bài này sẽ mô tả một quy trình, thường là dẫn liên quan đến cái việc là quy trình hoạt động của một thiết bị, quá trình tiến hóa của một sinh vật hay là cấu trúc vận hành của một hệ thống. Những quy trình này sẽ được chia ra làm các giai đoạn nhỏ liên kết với nhau bằng các cái dấu mũi tên và những cái đi theo những cái trình tự về mặt thời gian, thì đấy là cái dạng chung. Nên là nếu mà có nhìn thấy cái dạng bài này thì cũng đừng hoảng sợ quá nhé, mà tập trung thời gian vào để nghĩ xem làm thế nào với nó. Ví dụ thì sẽ có một cái đề bài như sau chẳng hạn. Các bạn thử quan sát đề bài nhé, chắc các bạn sẽ hơi choáng đấy. Nào, thử quan sát đề bài này. Rồi. Nhìn vào cái đề bài này các bạn đoán được xem cái quy trình này là quy trình miêu tả cái gì không? Nếu mà không có là cái phần đề bài, chúng ta không đoán được là cái gì đúng không? Nhưng mà dựa vào đề bài thì chúng ta thấy rằng là ok, cái biểu đồ này người ta yêu cầu chúng ta là phải viết một cái đoạn ít nhất 150 từ đúng không? Để miêu tả quá trình sản xuất gạch cho công nghiệp xây dựng. Đấy, thì may quá từ mới đây cái chữ brick là mình cũng biết nó là từ gạch, chứ không thì cũng không biết là cái gì luôn. Thì đây là một cái bài có thể gọi là khá khó, bởi vì ít khi mà chúng ta biết gạch thì sản xuất như thế nào. Và cô cũng sẽ lấy luôn cái bài quy trình miêu tả cái quy trình sản xuất gạch trong công nghiệp xây dựng này để làm cái bài mẫu cho process, để các bạn sau này dùng nó cho bất kỳ một cái bài khác của process nhé. Thì cấu trúc của bài này cũng tương tự với các dạng bài về biểu bảng thôi. Nó cũng sẽ bao gồm phần là opening. Trong opening thì chúng ta sẽ có thêm một câu đi kèm luôn là overview, thì nó sẽ là đoạn 1 này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có là detail. Detail thì cũng sẽ chia làm hai part, có thể là main part 1 và main part 2. Có hoặc không có conclusion thì không phải là vấn đề lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ hơn từng phần của nó nhé. Phần đầu tiên đó chính là phần opening. Ở phần opening này bạn vẫn phải giới thiệu về biểu đồ bằng cách paraphrase lại đề bài. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ cái cách mà biến hóa nhào nặn lại cái đề bài mà ngay từ những cái bài học đầu tiên cô Trang đã chia sẻ đúng không nào? Nếu không nhớ thì mời bật lại video đấy xem lại ngay cho cô nha. Và sau khi mà chúng ta đã paraphrase lại được cái đề bài rồi, thì tiếp theo đến phần overview, chúng ta cũng sẽ sử dụng là 1 đến 2 câu để diễn tả cái phần overview này. Nhưng mà vì chúng ta không có một cái xu hướng, không có một cái nhận định chung nào ở đây, vì không phải là biểu đồ, cho nên là chúng ta không thể đưa ra xu hướng được rồi. Vậy thì chúng ta nói cái gì? Chúng ta sẽ phải tóm tắt lại cái quy trình, nói tóm gọn lại về cái khâu mở đầu và khâu kết thúc của cái quy trình đó. Tóm lại là chúng ta sẽ nhìn được cái điểm mở đầu của quy trình và điểm kết thúc và đưa nó vào câu overview nha. Rồi thế là giải quyết xong được opening này thì và overview rồi này. Tiếp theo đó là phần detail. Thì phần này sẽ có hai yêu cầu thiết yếu về mặt ngôn ngữ cần được lưu ý trong phần này. Cái này thì khó hơn rất nhiều so với dạng bảng biểu nha, các bạn lưu ý này. Yếu tố đầu tiên là time connectors, những công cụ liên kết về mặt thời gian. Bởi vì một quy trình là một chuỗi các cái sự việc, cái này xảy ra trước, việc cái này xảy ra trước, cái này xảy ra sau, cái này xảy ra trước cái kia. Chính vì thế khi liên kết các giai đoạn vào với nhau thì chúng ta phải sử dụng một cái là time connectors. Đó, những cái từ liên kết về mặt thời gian. Một số những cái công cụ liên kết phổ biến mà chúng ta có thể dùng đó là to begin, để bắt đầu, in the first, in the second, ví dụ như là in the first stage, ở giai đoạn đầu tiên, hay là in the second stage, ở giai đoạn thứ hai. Next, after, after that, then, before, finally, eventually. Chúng ta biết là finally, eventually là dùng để kết thúc giai đoạn đúng không? Đó, thì đấy là những cái từ mà time connectors các bạn có thể dùng để miêu tả một cái chu trình, một cái quá trình. Ví dụ như là first là gạch được làm như thế nào, rồi thì next
bước tiếp theo là như thế nào, rồi thì finally cuối cùng thì nó được nung như thế nào chẳng hạn. Đó, đó là những cái từ về mặt thời gian chúng ta dùng để liên kết. Rồi đừng lo lắng nha, chút nữa cô sẽ viết lại những cái từ đấy trong một câu ví dụ để các bạn nhìn thấy nó rõ hơn. Và cái lưu ý thứ hai của chúng ta sau cái từ chỉ thời gian đó chính là grammar, là ngữ pháp. Động từ trong bài miêu tả quy trình task 1 dạng process sẽ được dùng ở thì hiện tại đơn và ở dạng bị động. Các bạn nhớ giúp cô nhé, ở thì hiện tại đơn và ở dạng bị động, vì quy trình thì luôn luôn dùng hiện tại đơn rồi. Nhưng chúng ta sẽ không thể nói rằng ai làm cái gì, người này làm cái này, người kia làm cái kia, mà tất cả quy trình được viết dưới dạng bị động hết. Ví dụ cho hai yếu tố nêu ở trên, có thể thấy trong một đoạn văn mở đầu details ở bài quy trình sản xuất gạch đã cho như sau. Mời các bạn nhìn sang ví dụ của cô. Các bạn thấy không, cô sử dụng to begin, đúng không? The clay, cô sử dụng luôn là đó, which is used, cái mà được sử dụng đấy, thì đây là câu bị động rồi này, được chưa? Đó, tất cả những câu tiếp theo này đều là ở dạng bị động hết, các bạn theo này đều là ở dạng bị động hết, các bạn thấy không? Rồi this clay is, then cô lại sử dụng một cái term connectors ở đây là then, đúng không? Cái đất sét, cái đất sét sau đó thì được làm gì đấy? Các bạn có thể quan sát cái động từ là placed. Cô đã chia ở dạng bị động đúng không? Is played. Thực tế là câu bị động, cô thêm chữ then vào là một term connector thôi. Đó, đây chưa? Tất cả những câu này các bạn đều thấy là ở dạng bị động hết luôn. Rồi. Các bạn có thể chỉ ra những cái term connectors cô Trang đã dùng là gì không nhỉ? Ví dụ như là to begin, then đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể coi đây là một cái đoạn ví dụ để áp dụng để viết tiếp những cái quá trình tiếp theo trong cái quá trình sản xuất gạch trong công nghiệp xây dựng này nhá. Rồi, về cái phần process thì cô không có gì nhiều để chia sẻ với các bạn cả. Cái phần này thì nó có thể nói rằng là khá là một đề khá là khoai, khá là khó trong writing task 1. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đã viết rất nhiều process rồi thì chúng ta chắc chắn là cũng sẽ vẫn viết được thôi. Có một số lưu ý khi đi thi phần này đó là: một, không được hoang mang hoảng sợ. Thứ hai là bao giờ các bạn cũng phải nhìn xem quy trình này nó bắt đầu từ đâu. Bởi vì có một số cái quy trình ấy các bạn còn không biết là điểm bắt đầu, điểm kết thúc của nó ở đâu. Vậy thì cố gắng là lần theo cái mũi tên nhá. Cố gắng là đi theo cái mũi tên của nó để các bạn không bị sai, không bị bắt đầu ở một cái điểm sai. Và sau đó thì nếu mà chẳng may cái quy trình đấy mà các bạn hiểu rất là kỹ ấy, thì tốt, các bạn viết ngon lành rồi. Nhưng nếu mà các bạn không có từ vựng, không biết gì để viết cả, thì các bạn cũng cố gắng sử dụng term connectors, rồi sử dụng câu ở thì bị động để gỡ lại cái điểm ở trong cái phần này nha. Và cố gắng là đảm bảo số lượng từ vựng là không được ít hơn 150 từ, dù nó khó cũng phải cố mà viết nhá. Rồi, cô hy vọng rằng các bạn đi thi thì sẽ không gặp phải đề process. Nhưng nếu mà có gặp thì cũng cố gắng chiến đấu nha. Ok.